Không biết là tại Đà Lạt người ta có gu thẩm mỹ kiểu riêng biệt hay sao mà những cái quán cà phê mình đi nó rất là đẹp. Như là đây là Attic Garden. Đây là Attic Garden ở trên Đà Lạt. Bây giờ đang trời lạnh lạnh, mình gọi cho một cốc cacao nóng. Ngon lắm. Mọi người thấy cái không gian này. Chung là phòng mình cũng toàn đồ làm việc thôi. Đây là lúc mình chuẩn bị được nút bạc thì mình có qua nhà mấy thằng cu YouTuber bạn bè của mình để gọi là ăn mừng rồi chơi bời một tí. Ê ơi. Alo, hợp đồng 5 tỷ, không thiếu gì nữa, không vấn đề gì nhau. Mấy tỷ? Vậy phải nếm. Có lắm, khẩn trương lên. Mấy tỷ? Hoàng Hoàng mua con gì? Mua con cua. Mua con cua đúng không? Em biết làm con cua không? Em không biết làm con cua nhưng bây giờ em sẽ xem cách chế biến mà. Không, với cả hấp đơn giản lắm. Đây nhá bạn, đây. Khởi nghiệp làm YouTuber thực ra các bạn không cần gì nhiều. Các bạn cần một cái để các bạn nằm lên này. Lòi mẹ cái này ra rồi không lấy vào. Đấy, một căn phòng. Có điều hòa hay không đấy là tùy option nhá. Đấy, tất nhiên là các bạn sẽ phải có một cái máy tính. À ra, mic phát sáng à? Mic phát sáng. Đấy, phải có mic phát sáng nhá. Mic các bạn không phát sáng thì vinh vứt không làm YouTuber đâu. Ui, bát chuột thằng này cũng phát sáng. Phát sáng hết. Có cái gì mà không phát sáng? À đây, bàn phím không phát sáng này. Đít. Của bạn Amber. Không gì ngoài tiền nhá các bạn nhá. Rất nhiều tiền. Ui, nó nhiều tiền cực. Toàn 500 thôi này. Mấy tờ 5.000 để lên trên kiểu hơi ngụy trang. Để mấy tờ 5.000 lên ngụy trang ở dưới toàn 5 lốp. Để 5.000 giả vờ. Giả vờ. Đây là 9 con cua Hoàng nhỉ? 9 con cua. Ừ. Tao nhìn cua biển. Em nhìn cái càng nó to như này nhá. Cái càng nó to này mà bây giờ đứt cái sợi dây này ra thôi là rồi sao? Nó tắt được. Càng to lắm. Nhìn qua màn hình này nhìn đẹp cực em ơi. Em che mất cái ánh sáng rồi. Đây cho xem nhá. Ủa rồi. Cho xem này. Em vlog anh gì đẹp hơn rồi. Đẹp không? Đau. Mình cho con cua vào giữa màn hình. Ừ. Chúng ai nhỉ? Thôi, sắp đến giờ chết rồi. Mày sắp chết rồi. Mày sắp chết rồi. Để các bạn vứt cái này là rơi vào tầm 50, thậm chí 70. Nó có nhiệt rồi, anh chưa dùng bao giờ. Chứ nó nóng vào luôn. Nó nóng. Người ác cơ. Tao đã từng đi tắm rồi, tao lỡ đóng cửa. Cua nói chung là cũng đỏ lắm. Nhưng mà trong quá trình luộc là không hiểu sao nó cũng rơi hết mẹ chân ra các lòng. Thì nó đây, nó sẽ trông như này này. Trong này thì có gì? Kéo, lấy cái kéo. Trong này có tiêu. Có tiêu cứ để. Có ớt xanh. Để làm gì? Không rõ này có gì đâu. Mùi cà có chanh. Muối tiêu chanh. Có cần cho ớt vào đâu nhỉ? Sốt tiêu chanh. Đây là một cái càng cua bóc không được hoàn hảo lắm của em mạnh nghiện. Không phải mạnh con đấy mọi người nhá. Mạnh con thì bọn tôi không ngồi được ở đây nhìn lâu lắm. Bọn tôi quỳ. Bọn tôi là phải quỳ á. Tôi đang ăn quỳ. Quan ăn nhưng mà em cứu tất cả mọi người. Vì cái càng cua thằng này định xiên tôi các bạn. Cho cái tí nước chấm nhìn cho đẹp mắt tí này. Không quá đẹp mắt. Ngoài quay bố có bố một càng nhìn điên chủ đúng rồi. Rõ mọi người nhiều càng không ăn rẻ tiết kiệm à? Nhớ biết dài ta không đùa mày đâu nhá. Xếp chung đến cái càng thứ 4 mày ăn không quá nhanh đâu. Mày biết sao ấy, rất ngon các bạn nhìn này. Trời ơi, chắc là không nên được kịp trong vòng tối ngày hôm nay đâu nhở. 21 tháng 7 rồi, 7:35 chắc là không nên được kịp trong ngày hôm nay. Thực ra là hôm nay thì mình nghĩ là khi nào nó lên được 100.000 người đăng ký ấy, 100.000 người đăng ký thì mình sẽ làm cái này sẽ kịp, nhưng mà mình không kịp rồi. Nên mình khoe luôn là nhân dịp 100.000 người đăng ký thì cũng sắp 100.000 người đăng ký rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và ngày hôm nay thì mình tự thưởng cho mình một cái này các bạn ạ. Đây nha, để tôi cho các bạn xem cái này đi.
Đây, hôm nay mình tự thưởng mình cái điện thoại. Tại cái điện thoại của mình hôm qua thì đang dùng, mình update lên iOS mới, nó mất cái Face ID, thế là đằng nào cũng phải mua ấy. Tại vì mình dùng 3 năm rồi, mình kiểu mua mình cái này. Tên tên. Một cái điện thoại mới mọi người ạ. Mong là sắp tới công việc nó sẽ suôn sẻ. Thế thôi, khoe thế thôi. Mình bóc siêu ra rồi, bây giờ làm trò con bò. Thực ra là mua cái này nhá, tiền cũng, mình thấy là cũng nhiều, nhưng mà cũng chỉ cho mình được một cái, mấy cái vố va vố vẩn, mấy cái tờ giấy ấy, với cả một cái dây cáp sạc này thôi, cũng không có gì nhiều. Hồi mình mua cái chiếc mình đang quay này là nó cho ở tai nghe cơ, nhưng bây giờ thì không rồi. Dạ trời ơi, đừng có làm như vậy nữa mà. Để chờ được 99.927 người đăng ký thôi. Lên, lên cho anh. Kìa, đừng có tụt nữa, đừng có tụt nữa. Sắp 100.000 rồi rồi, 50 người nữa thôi. Ôi, 45 người nữa thôi. Ông kể chuyện đi á, kể chuyện nhá. Kể chuyện này. Ngày xưa, bla 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 bla. Ui, kể câu chuyện này quá, lên mẹ 7 sub nữa rồi. 2-3 người nữa anh em ơi. 20 người nữa. 2 người nữa. Đây rồi. Ơ kìa, sao lại 101 người. Chụp này thì không đẹp lắm. Nút bạc rồi. Nút bạc rồi. Mình đang thắc mắc là bao giờ cái nút bạc của YouTube về. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 11 đúng không nhỉ? À đâu, 11 tháng 8 năm 2021. Đang thắc mắc bao giờ nút bạc về thì đấy, YouTube gửi cho mình quả mail. Đang trên đường về rồi mọi người nhá. Sắp có clip inbox rồi. Mình vừa nhận được một cái cuộc gọi điện thoại. Thì cái anh ship nút bạc, anh bảo anh về rồi. Bây giờ đang ở đầu ngõ. Đây. Chạy ra đầu ngõ lấy nút bạc. Hôm nay là ngày 16 đúng không nhỉ? 16 cho nên là đúng dịp phết. Anh bảo là anh ấy ship đến bằng ô tô ra lấy cái nút bạc. Anh ơi. Anh nút bạc đúng không anh? À ok. Ở đây này nút bạc, còn nút vàng nó to gấp đôi này. À thế ạ. Tức là phần đấu là nút vàng như này. Vâng, chào anh nhá. Tại vì mình quay cái lúc mà mình đi nhận là tại vì cái nút bạc này không phải là do tự mình kiếm được anh em ạ. Nó to phết. Ui. À, không phải tự mình kiếm được cái nút bạc này mà là tại vì anh em góp công lớn thì mình muốn đi quay lại cái khoảnh khắc mà mình nhận nút bạc cho anh em xem. Cũng hồi hộp, cũng muốn về unbox. Đấy, thì là muốn anh em đi lấy cùng mình luôn nên mình quay lại. Ôi, đi bộ mệt quá nhỉ, trời nắng quá. Nước bạc anh em ạ. Cái góc này góc làm việc của mình đang để dựa vào cái... trời nóng quá, mình đang để dựa vào cái màn hình máy tính của mình. Mở ra thì nó sẽ có cái phủ đen như này này. Đấy, xong rồi. Bỏ ra thôi. Có cái mùi. Mùi như kiểu mùi ở cửa hàng sách ấy. Giống ở cửa hàng sách, giống mấy cái quyển sách mới. Một tờ giấy có lời chúc mừng của YouTube. Đại loại là YouTube chúc mừng anh em ạ. Đấy, thì thôi cái này với cái tờ giấy này sang một bên. Chứ bây giờ dịch cả cái này thì nó lâu quá. Sincerely Susan Wojcicki, giám đốc YouTube. Ở đây có cái chữ, có cái chữ ký này. Không biết là chữ ký tay là đây là in đây này. Không biết ký tay là in ra. Ít nhất thì cũng phải ký tay người ta cái chứ. Không biết là nút bạc thì nó có cái bạc gì không. Nó có cái gì bạc không hay là nó lại. Ui. Đây anh em. Nút bạc. Zero 100.000 người đăng ký. Không biết là có tí bạc gì không hay là nó là cái nút nút bằng inox hay sắt được thôi. Đấy. Chúng ta đã được. Không biết là cái nút play này của các nút bạc khác như thế nào, sao của mình nó lại hơi lung lay. Đấy, các nghe tiếng không?